Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể anh chị ơi. Dạ anh chị ơi, hôm nay bên em về một con Chevrolet này, đời 2010 nha anh chị nha. 4 vỏ nè, 4 vỏ được 80% bơm đúc. Xe rất liền lè, không có dấu hiệu được cấn đụng gì thấy không? Chất xe nè. Đó. Con dán đây. Hai con nè. Đấy. Chiếc xe rất là 4 vỏ, 4 bấm đúc y chang nhau. Đây nè, em đã bán xe cho anh rồi nha. Anh đưa tiền cho em hả? Ô, tiền quá trời. 16 củ hả? Dạ. Rồi được rồi anh. Anh đếm cho em được rồi. Cái con xe màu đen ở Yến Minh Đường là Trần Anh vừa bán xong nha anh chị nha. Bán cho một người anh Tú ở Gia Lai. Đây nè. Đó, con xe này đây. Đây ạ. À. Con xe bên đường nè, con xe mà Trần Anh nói là 72 triệu, đê gu bản đủ, cửa máy lạnh tự động. Hôm nay em vừa về thêm một con này nữa nè, con này đời 2009, đẹp lắm chị ơi, mâm đúc, vừa mới về nha. Chất xe không phải suy nghĩ đâu, là nội thất nè, bọc nè, nội thất ở trong là mới 80% luôn, bọc 5D hết toàn diện rồi chị thấy không? Đó nè, Trần nè, Trần mà bọc 5D, ghế 5D hết toàn diện, trang bị một cái màn hình DVD. Cam ve nè, đó xe gia đình ta chạy đó, nội thất ở trong đẹp lắm. Con này mai em đưa qua công nghệ 4.0 em tẩy rửa, chất chỉ nẻo luôn, không có xíu là cấn đụng luôn chị thấy không? Đó, Trần Anh Ô Tô tự hào đồng hành cùng tất cả các anh chị trên mọi cung đường Việt Nam nha. Con này em vừa lấy về, còn cái con đen bên đường thì em đã bán rồi nha anh chị nha. Đó, con đen này xíu anh sẽ chạy về con đen này. Thêm một con Chevrolet là 2010 nè, 4 bấm đúc nè, 4 vỏ được 80% nha anh chị nha. Nội thất đẹp đồng sơn nè. Con này cũng vừa được đưa qua công nghệ rồi, dán toàn bộ phim kích diệt rồi anh chị thấy không? Chiếc xe nè. Anh về hả? Dạ rồi anh về nha. Đây nè, đây là một người anh đã đến tận bên cửa hàng salon ô tô bên Trần Anh mua nè. Anh có cảm giác gì khi anh tới tận nơi mua xe không anh? Nói chung cũng rất chi là tuyệt vời. Nói chung là anh Việt anh quảng cáo như xe ngoài thật. Rồi cảm ơn salon của em, cảm ơn ạ. Anh Việt. Đây nè, đây là ông anh là giám đốc công ty điều hành salon ô tô Việt Nam. Anh có lời gì phát biểu không anh? Với trước khán giả không ạ? Rồi cảm ơn quý khách nha. Đó. Bắt tay rất ok luôn. Hai sếp bắt tay. Em chỉ là lính thôi. Đấy, Chevrolet đây. Đẹp lắm anh chị ơi. Chị gọi ngay luôn hả? Dạ. Dạ anh về nhá. Ok anh. Mai mốt anh có mua xe anh cứ ghé tới salon bên em nha. Bên em còn nhiều xe lắm. Chất xe nè. Nỉ nè. Nỉ riêng cho xe nè. Đó anh chị thấy không? Đây là nỉ nè. Phòng dán đó. Tắp lô nè. Dạ. Anh về nha. Rồi ok. Đây, xe này đã được bán rồi anh chị ạ. Đấy, tới tận salon ô tô bên em luôn. Chị thấy không? Con Chevrolet đây. Con này Trần Anh sẽ quay vào clip sau nha, cho anh chị nha. Trần Anh mới đi lấy xe về cho nên Trần Anh cũng mệt lắm, đi mấy trăm cây luôn chị ạ. À, nội thất nè, đó xe nè, không có xíu là khoan đục gì con xe này nha anh chị nha. Đó chiếc xe đó, ghế nỉ nè, đời 2010 nha anh chị. Chị nẻo nè. Chị nẻo nè anh chị coi nè. Đó chị nẻo đó. Đây cái này nè. Đó anh chị nào mua thì liên hệ đến Trần Anh Ô Tô nha. Chevrolet đời 2010. Con này cũng đã được vừa đưa qua công nghệ 4.0 rồi nha anh chị nha. Bên em còn rất là nhiều mẫu xe cho anh chị lựa chọn luôn ạ.
Một lần nữa cho anh chúc anh chị gặp thật là nhiều vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.